Ngay sau phiên live ngày 19 tháng 6 thì mình tranh thủ về Đà Lạt có việc và thăm gia đình luôn. Lúc nào về đến nhà thì mình cũng sẽ chào ông bà nội và ba trước. Mẹ mình nói là rất thích chung hoa tươi nên lúc nào trên bàn thờ cũng có 3 bình hoa tươi hết á. Bàn thờ gia đình mình thì nó khá rộng và cao nên trước đây chưng hoa mẹ thay nước rất là vất vả. Nhưng mà từ khi có cái chai dưỡng hoa này nè, mẹ đỡ cực hơn rất là nhiều luôn. Mẹ chỉ cần thay nước đúng một lần khi mua hoa về nhà cắm thôi. Ở Đà Lạt mát lắm nên hoa chưng từ 2 đến 3 tuần luôn á. Sáng nay mình mang cái khung nhuộm ra test thử, có nhuộm thêm 10 cành hoa cúc mẫu đơn nhiều màu để về thắp hương cho ba. Mẹ cũng chọn 3 cành xuống cắm ở mộ. Mẹ cũng mang theo cái chai dưỡng xanh này để hoa tươi được lâu hơn. Những cành còn lại thì mẹ cắm thêm một cái bình hoa thật đẹp để chưng trên bàn thờ của ba. Đó, mọi người thấy là mẹ phải bắt ghế mới để cái bình hoa vào đúng cái vị trí cần được. Nên cũng may mình tìm được cái chai dưỡng hoa này, nó giúp cho hoa tươi lâu hơn, nước sạch, không hôi nước, đặc biệt là không cần thay nước hoa, nên mẹ mình có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi, để tập thể dục. Mỗi lần về nhà mà thấy mẹ vui khỏe là mình mừng lắm mọi người. Nên với chai nước dưỡng hoa này nè, mình có thể mua để dùng trong nhà của mình, hoặc có thể dùng để tặng người thân nữa mọi người nha.